xem tử vi về tuần mới, về tốt 6 con giáp may mắn liên tiếp trúng đậm trong 3 ngày tới, từ ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch. Đây là những con giáp bước chân trái ra cửa gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, tài lộc phi mã chạm đỉnh, tiền tài dôi dư, may mắn thì bạt ngàn. Và các bạn thân mến, liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn trong 3 ngày, đó là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 này hay không? Thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Theo tử vi dự đoán thì trong 3 ngày cuối tuần, tức là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11, dưới sự che chở của trời đất nên 6 con giáp dưới đây luôn có quý nhân hỗ trợ trong mọi mặt. Từ sự nghiệp, tài lộc thì đều lên hương, tiền nhiều vô kể, có thể nói là những con giáp làm một hưởng 10. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày, ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Mão. Đối với con giáp người tuổi Mão thì được xếp hạng thứ nhất trong top 6 con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày của tháng 11 này. Theo tử vi của 12 con giáp cho biết, với con đường công danh của người tuổi Mão thì có dấu hiệu rất khởi sắc trong 3 ngày cuối tuần, tức là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11. Với con giáp may mắn này là con giáp có rất nhiều cơ hội để khẳng định cho bản thân và từ đây mở ra con đường thăng tiến cho chính mình. Với bản mệnh thì được giao những nhiệm vụ rất quan trọng và một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến. Còn chuyện tăng lương, tăng thưởng nóng, nó nằm trong tầm tay của con giáp người tuổi Mão. Ngoài ra thì với chuyện tài lộc của Mão phát triển hơn bao giờ hết, tính từ trước đến nay thì đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn công việc phụ. Nhưng khi bước vào 3 ngày của tháng 11 này, tức là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022, thì đây là 3 ngày hoàng kim nhất đối với người tuổi Mão. Chính vì vậy mà con giáp người tuổi Mão khi bước vào 3 ngày cuối tuần này phải nắm chắc cơ hội thì con đường tài lộc chắc chắn sẽ khởi xướng đến với người tuổi Mão. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày, ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11, đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với con giáp người tuổi Hợi thì được xếp hạng thứ hai trong top 6 con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần của tháng 11 này. Theo tử vi trong 3 ngày cuối tuần thì người tuổi Hợi là người sẽ gặp được rất nhiều may mắn và may mắn rất lớn. Tuy là không tránh khỏi những khó khăn và trắc trở, song với người tuổi Hợi vẫn luôn luôn có quý nhân phù trợ để vượt qua mọi công việc. Với chính sự thông minh và chịu khó của Hợi sẽ được trời ban thưởng nếu như Hợi cố gắng hết sức mình. Và theo tử vi của 12 con giáp cho biết thì người tuổi Hợi là người sẽ có những chuyển biến tích cực trong cuộc sống, đặc biệt là con đường tài chính và trong công việc. Tuy nhiên thì những người tuổi Hợi cũng cần phải thay đổi, buông bỏ sự cố chấp và bảo thủ để tránh gặp những phiền phức và tai ương không đáng có đến với người tuổi Hợi. Và theo tử vi dự báo rằng chắc chắn là khi bước vào 3 ngày cuối tuần này, tức là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11, thì người tuổi Hợi là một trong những con giáp mà gặp những vận may rất lớn. Chính vì vậy mà Hợi phải nắm chắc lấy cơ hội làm ăn này. Đây là một trong những cơ hội hiếm có khó tìm. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần của tháng 11, đó là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11, là con giáp người tuổi Mùi. Đối với con giáp người tuổi Mùi thì được xếp hạng thứ ba trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần của tháng 11 này. Theo tử vi của 12 con giáp thì trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi chính là một trong những con giáp gặp thời làm ăn giàu có. Với người tuổi Mùi là người mang một nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào, không bao giờ cạn, và bản mệnh luôn hừng hực những sức sống.
đầy lửa đam mê. Những vấn đề từ trước đến nay mà đương số đang theo đuổi đều xôn xẻ bất ngờ, từ đó mà tiến về phía trước một chút không ngần ngại. Đây là một trong những giai đoạn may mắn mà ai cũng khó có thể gặp được. Nhưng đối với người tuổi Mùi thì khác. Họ chẳng những là nhìn thấu thời điểm để ra tay mà còn hiếm khi để cho con mồi tuột mất. Nhờ thế mà có những khoản thu về tay không ít lợi nhuận. Đây là một trong những khoản lợi nhuận cực kỳ khổng lồ. Có thể nói là hoạch tài thăng tiến, tài lộc dồi dào, rất dễ đổi mệnh thành đại gia. Cũng chẳng có gì là khó khăn khi mà tiền bạc cứ thế theo nhau chảy vào túi người tuổi Mùi. Và theo tử vi dự báo rằng khi bước vào 3 ngày cuối tuần này là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022, đây là 3 ngày hoàng kim nhất trong tháng 11. Chính vì vậy mà người tuổi Mùi phải chớp lấy đúng thời cơ này, không thì thời cơ sẽ tuột ra khỏi tay bạn mất. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần của tháng 11, ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 này, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với con giáp người tuổi Ngọ thì được xếp hạng thứ tư trong top 6 con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần. Theo tử vi dự báo thì khi bước vào 3 ngày cuối tuần, ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 này, thì người tuổi Ngọ là con giáp đã giàu lại càng giàu hơn. Trong tháng này, bạn luôn nhận được vô số những cơ hội làm ăn từ các mối quan hệ rất hữu hảo. Chỉ cần là Ngọ nỗ lực một chút thôi thì bạn có thể nhân đôi con đường thu nhập của chính mình. Và theo tử vi dự báo rằng khi bước vào 3 ngày cuối tuần, đây là 3 ngày hoàng kim nhất trên con đường tài lộc. Chính vì vậy mà người tuổi Ngọ phải nắm chắc đúng thời cơ này thì tài lộc sẽ dồi dào đến với bạn. Bạn cũng thuộc con giáp bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân. Chính vì vậy mà khi bước vào 3 ngày này, bạn phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Và theo tử vi trong cuối tuần cho biết thì khi bước vào ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 thì vận vượng quý nhân sẽ bám giết người tuổi Ngọ. Ngọ làm gì cũng được người tốt giúp đỡ, cộng thêm với sự nhạy bén trong việc kinh doanh nên người tuổi Ngọ sẽ cá kiếm được bộn tiền. Với trong tháng này thì tình hình tài chính của con giáp này được cải thiện một cách đáng kể nhất là những người làm trong lĩnh vực truyền thông, làm trong lĩnh vực tài chính, làm trong lĩnh vực bất động sản. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần, đó là con giáp người tuổi Thân. Đối với con giáp người tuổi Thân thì được xếp hạng thứ 5 trong top 6 con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần của tháng 11, đó là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 này. Quả là nói không quá khi mà chính là con vật thông minh, là người tuổi Thân, là con giáp khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Với người tuổi này là người rất ham học hỏi, thích kết bạn và gặp gỡ rất nhiều các mối quan hệ mới. Bên cạnh người tuổi Thân thì bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều phần. Và theo tử vi dự báo thì khi bước vào 3 ngày cuối tuần, tức là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, thì đây là một trong những khoảng thời gian có vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp rất nhiều thuận lợi. Họ làm việc trong lĩnh vực hoặc những ngành nghề nào cũng dễ đạt được những bước tiến mới và khẳng định được chỗ đứng của chính mình. Với người tuổi Thân là người đang có một tinh thần rất cao và những hy vọng từ đây sẽ bù đắp lại những khó khăn mất mát trong những năm trước đối với người tuổi Thân. Và theo tử vi trong cuối tuần dự báo thì có một vận trình của người tuổi Thân là được dự đoán là rất thuận lợi trên con đường công danh và con đường tài lộc. Với con giáp này đều dễ đạt được bởi vì họ luôn luôn có quý nhân phù trợ. Đây chính là một trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, con đường sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 6 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần của tháng 11, đó là con giáp người tuổi Dần. Đối với con giáp người tuổi Dần thì được xếp hạng thứ 6 nằm trong top 6 con giáp may mắn nhất
kiếm tiền đỉnh cao trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch. Đối với người tuổi Dần là người luôn luôn có quý nhân trợ mệnh nên họ làm gì cũng rất thuận buồm xuôi gió. Tài lộc cực tốt, nếu như Dần nỗ lực hết mình ở trong công việc chắc chắn sẽ được tăng thưởng tăng lương. Còn người làm kinh doanh nếu muốn đầu tư nên phải chia nhỏ các hạng mục để tránh những chuyện rủi ro. Và theo tử vi dự đoán thì khi bước vào 3 ngày cuối tuần, tức là bước vào ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Dần sẽ gặp tuất, có nghĩa là gặp tam hợp. Chính vì thế mà theo tử vi trong năm Dậu Tuất của người tuổi Dần, nhìn chung là muôn phần tốt đẹp, có thể nói là con giáp làm đâu thắng đó, đạt nhiều thành tựu, song cũng cần phải cẩn thận, kẻo vướng họa thị phi. Với con đường sự nghiệp của người cầm tinh con hổ này là tương đối suôn sẻ, có gặp khó khăn cũng luôn được quý nhân giúp đỡ. Còn với người đi làm ở công ty thì dễ dàng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Còn người làm kinh doanh cũng nên phải mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công nhất. Và khi bước vào 3 ngày tới, bắt đầu từ ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Dần được đón thiên hỷ cát tinh nên đường tình duyên cực tốt. Còn người độc thân chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân. Còn người đã kết hôn thì sinh con trong năm nay là đại cát đại lợi. Với đường sức khỏe thì không được tốt cho lắm, rất dễ mắc các bệnh lặt vặt. Chính vì thế hãy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giải trí, giữ gìn sức khỏe và tinh thần thoải mái. Đừng tạo áp lực cho chính bản thân mình. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.